Sách Khải Huyền của Giăng Đoạn 17. Bấy giờ, một trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát tiến đến và bảo tôi: "Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy sự phán xét đại kỳ nữ đang ngồi trên các dòng nước kia. Các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, và cư dân trên đất cũng say vì rượu gian dâm của nó. Tôi được thánh linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi vào hoang mạc tại đó tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ sậm có bảy đầu mười sừng và trên mình mang đầy những danh hiệu phạm thượng người phụ nữ mặc áo màu tía và đỏ tươi trang sức bằng vàng đá quý và ngọc trai tay cầm một chén bằng vàng đầy những sự ghê tởm ô uế của sự gian dâm mình trên trán nó có ghi một tên đầy bí ẩn Babylon vĩ đại, mẹ của các kỹ nữ và những sự ghê tởm của đất. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu các thánh đồ và máu các chứng nhân của Đức Chúa Giêsu. Khi thấy thì tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng, sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi biết về sự bí ẩn của người phụ nữ và con thú bảy đầu, mười sừng đã chở nó con thú người thấy trước đã có bây giờ không có sắp từ vực sâu đi lên và đi đến chỗ hủy diệt những cư dân trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc tạo dựng thế giới sẽ kinh ngạc khi thấy con thú vì nó trước đã có bây giờ không có và sẽ xuất hiện trong trường hợp này cần có một tâm trí khôn ngoan bảy đầu là bảy ngọn núi mà người phụ nữ ngồi lên chúng cũng là bảy vị vua năm vị đã bị đổ một vị còn trì vị vị còn lại chưa đến khi đến vị ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn con thú trước đã có bây giờ không có là vị vua thứ tám nó cũng thuộc trong số bảy vua và đang đi đến chỗ hủy diệt mười sừng mà ngươi đã thấy là mười vua chưa nhận được vương quốc nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong một giờ chúng đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền của mình cho con thú chúng sẽ giao chiến với chiên con và chiên con sẽ chiến thắng chúng vì chiên con là vua của các vua chúa của các chúa và những người ở với ngài tức là những người được kêu gọi được tuyển chọn và trung tín cũng sẽ chiến thắng. Rồi thiên sứ nói với tôi, những dòng nước mà ngươi thấy kỹ nữ ngồi lên trên là các dân tộc, các nhóm người, các nước và các thứ tiếng. Mười sừng mà ngươi đã thấy và con thú sẽ ghét kỹ nữ, chúng sẽ ruồng bỏ và làm cho nó lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt kỹ nữ và thiêu cháy nó trong lửa. Vì Đức Chúa Trời đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của Ngài bằng cách đồng lòng với nhau, giao vương quốc của mình cho con thú, cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại, thi hành quyền lực trên các vua khắp thế gian. Sách thứ nhì về các vua Chương 6 Lưỡi dìu nổi trên mặt nước môn đồ của các nhà tiên tri nói với Elise, Thầy xem, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy, thật quá chật hẹp cho chúng con. Xin cho chúng con đến bờ sông Giô Đanh, mỗi người sẽ đốn một cây, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng ta. Elise đáp, hãy đi đi. Một môn đồ thưa, xin thầy cùng đi với các đầy tớ thầy. Ông đáp, ta sẽ đi. Vậy ông đi với họ. Khi đến bờ sông Giô Đanh, họ bắt đầu đốn cây nhưng có một người đang đốn cây thì lưỡi dìu văng xuống nước. Người ấy kêu lên, thầy ơi, cái dìu này con mượn của người ta. Người của Đức Chúa Trời hỏi, nó rơi ở đâu? Người ấy chỉ chỗ nó văng xuống. Elise chặt một khúc cây ném xuống chỗ đó, làm cho lưỡi dìu nổi lên. Ông bảo người ấy, hãy cầm lên đi. Người ấy đưa tay ra, cầm lấy lưỡi dìu. Quân Aram bị phạt mù mắt lúc bấy giờ vua aram giao chiến với israel vua bàn với các quan tướng của mình ta sẽ đóng quân tại chỗ này chỗ nọ người của đức chúa trời sai người nói với vua israel hãy thận trọng đừng đi ngang qua chỗ ấy vì quân aram đang đi xuống đó vậy vua israel sai người đến chỗ mà người đức chúa trời đã báo cho mình và luôn thận trọng tại những chỗ ấy elise thường báo trước như thế không phải chỉ một hai lần mà thôi. Việc này làm cho vua Aram điên tiết lên nên gọi các thuộc hạ đến và hỏi Chẳng lẽ các ngươi không báo cho ta biết ai trong chúng ta đã theo phe của vua Israel sao? Một người trong những thuộc hạ đáp Tâu bệ hạ là chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi cả Nhưng chính Elise, nhà tiên tri của Israel đã cho vua Israel biết những điều bệ hạ nói trong phòng ngủ của mình Vua ấy bảo, hãy đi tìm xem ông ấy ở đâu, ta sẽ sai người đến mắt. Người ta cho vua biết, ông ấy ở Đô Than. Vậy vua phái đến đó một lực lượng hùng hậu, với ngựa và xe, họ đến nơi lúc ban đêm và bao vây thành. Đầy tớ của người Đức Chúa Trời dậy sớm và đi ra ngoài, thì thấy quân lính với ngựa và xe đang bao vây thành. Anh ta nói với Elise, thầy ơi, chúng ta làm sao đây? Ông bảo, đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Rồi Elise cầu nguyện, lạy Đức giê hô xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được. Đức giê hô mở mắt người đầy tớ và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Elise. Lúc quân Aram kéo xuống phía Elise thì ông cầu nguyện với Đức giê hô xin Chúa khiến quân ấy bị mù Ngài khiến chúng bị mù như lời Elise cầu xin. Elise nói với chúng, đây không phải là đường, đây cũng chẳng phải là thành. Hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đến người mà các anh tìm kiếm. Rồi ông dẫn chúng đến Samari. Vừa khi chúng vào Samari thì Elise cầu nguyện. Lợi Đức giê va xin mở mắt cho những người này để chúng thấy được. Đức giê va mở mắt chúng và chúng thấy mình đang ở giữa thành Samari khi thấy chúng vua israel hỏi elise thưa cha tôi phải giết chúng không tôi phải giết chúng không elise trả lời đừng giết chúng vua có giết những người mà vua dùng gươm và cung bắt làm tù binh không hãy dọn bánh và nước cho chúng ăn uống rồi để chúng trở về với chủ mình vậy vua dọn tiệc lớn đãi chúng khi chúng ăn uống xong vua thả chúng trở về với chủ mình từ đó những toán quân aram không còn đột kích lãnh thổ Israel nữa. Thành Samari bị bao vây Nhưng ít lâu sau, bên Hadad, vua Aram tập hợp toàn quân kéo lên bao vây thành Samari. Vì thành bị bao vây lâu ngày, nên ở Samari xảy ra nạn đói trầm trọng, đến nỗi một đầu lừa bán 80 miếng bạc và một bát nhỏ phân bổ câu bán 5 miếng bạc khi vua Israel đang đi lại trên tường thành thì có một phụ nữ kêu cứu với vua. Ôi bệ hạ là chúa tôi, xin cứu giúp tôi. Vua trả lời, nếu Đức Dô Va không cứu giúp ngươi thì ta lấy gì để giúp ngươi? Đâu còn gì ở sân đập lúa hay tại bàn ép rượu nho? Rồi vua hỏi bà ấy, ngươi có việc gì? Bà ấy thưa, bà này nói với tôi, hôm nay hãy đem con trai chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó, rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai của tôi vậy chúng tôi đã nấu con tôi và ăn thịt nó hôm sau tôi nói với bà ấy hãy đem con chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó nhưng bà ấy đã giấu con mình khi nghe những lời của phụ nữ này nói xong thì vua liền xé áo mình lúc ấy vua đang đi lại trên tường thành nên dân chúng có thể thấy vua đang mặc áo xô vua thề rằng nguyện đức chúa trời phạt ta cách nặng nề nếu hôm nay đầu của Elise con sa phát còn ở trên vai nó. Đang lúc Elise ngồi trong nhà với các trưởng lão, thì vua sai một người trong đám quần thần đi tìm ông. Nhưng trước khi sứ giả đến, Elise nói với các trưởng lão, các ông có thấy kẻ sát nhân ấy sai người đến chém đầu tôi không? Hãy xem, vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại và giữ chặt cửa đừng cho hắn vào. Chẳng phải tiếng bước chân của chủ hắn theo sau hắn đấy sao? Trong khi Elise còn đang nói với họ, thì sứ giả đến và nói với ông, tai họa này đến từ Đức giê va vậy tại sao ta còn trông đợi Đức giê va làm gì nữa? Sách thứ nhì về các vua Chương 7 Sự giải cứu Samari Elise nói, hãy nghe lời của Đức giê va Đức giê va phán thế này, ngày mai vào giờ này tại cổng thành Samari, 7 lít bột lọc sẽ bán 11 gam bạc và 14 lít lúa mạch cũng bán 11 gam bạc. Quan hầu cận mà vua tựa vào tay nói với người của Đức Chúa Trời rằng, cho dù Đức giê có mở các cửa sổ trên trời, thì liệu điều đó có xảy ra không? Elise nói, chính ông sẽ thấy tận mắt điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn. Lúc ấy tại lối và cổng thành có bốn người phong hủi, họ nói với nhau, tại sao chúng ta cứ ngồi đây chờ chết, nếu vào thành thì chúng ta sẽ chết đói ở đó, vì trong thành đang có nạn đói, còn nếu cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ, chúng ta hãy qua trại quân Aram và hàng phục chúng, nếu chúng để chúng ta sống thì chúng ta sẽ sống, còn nếu chúng giết đi thì đằng nào chúng ta cũng chết đó thôi. Vào lúc chạng vạng, các người phong hủy lên đường đến trại quân Aram. Nhưng khi đến đầu trại quân thì họ chẳng thấy ai ở đó cả. Vì Chúa đã khiến quân Aram nghe tiếng xe, tiếng ngựa chiến và tiếng một đạo quân rất lớn, nên chúng nói với nhau rằng, kìa, vua Israel đã thuê các vua hê và Ai Cập đến đánh chúng ta. Vậy chúng liền trỗi dậy và chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ lại các lều trại, ngựa và lừa. Chúng để nguyên doanh trại mà chạy trốn cứu mạng khi các người phong hủy đến đầu trại quân, họ vào một doanh trại ăn uống, rồi lấy bạc vàng và quần áo đem đi giấu. Họ trở lại, vào một doanh trại khác, và cũng lấy những của cải ở đó đem đi giấu nữa. Bấy giờ họ nói với nhau, chúng ta đang làm điều không phải. Hôm nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến dạng đông thì hình phạt chắc dễ đổ trên chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin này cho hoàng gia, Họ liền đi gọi người gác cổng thành và báo tin, "Chúng tôi đã đến trại quân Naram không thấy ai ở đó cả, và cũng không nghe tiếng người, chúng tôi chỉ thấy ngựa và lừa đang bị cột, còn các lều trại thì vẫn y nguyên." Lính gác cổng liền gọi người báo tin ấy vào trong cung vua. Ban đêm, vua thức dậy nói với bảy tôi của mình, "Ta sẽ nói cho các ngươi biết những gì quân Naram định làm để hại chúng ta." Chúng biết chúng ta đang đói nên đã rút ra khỏi trại quân để phục kích ngoài đồng. Chúng nghĩ rằng khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng rồi vào chiếm thành. Một người trong bầy tôi của vua đề nghị xin bệ hạ truyền cho vài người bắt năm trong số những con ngựa còn lại đi do thám để xem thực hư ra sao. Dù sao chúng cũng sẽ cùng chung số phận với đoàn dân Israel còn lại đang chết dần ở trong thành mà thôi. Vậy, họ lấy hai cỗ xe và thắng ngựa vào, rồi vua sai người đuổi theo quân Aram và truyền, hãy đi, xem thế nào. Họ đuổi theo chúng cho đến sông Giô Đanh. Suốt quãng đường ấy, họ thấy đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Aram đã ném xuống trong lúc hốt hoảng chạy trốn. Các sứ giả trở về trình lại với vua. Dân chúng liền kéo ra cướp đoạt trại quân Aram, vì thế mà 7 lít bột lọc bán 11 gam bạc và 14 lít lúa mạch cũng bán 11 gam bạc, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Lúc ấy, vua đã chỉ định quan hầu cận mà vua tựa vào tay, phụ trách việc kiểm soát cổng thành. Dân chúng đã dẫm chết ông ấy tại cổng thành, đúng như người của Đức Chúa Trời đã nói khi vua đến gặp người. Thật vậy, khi người của Đức Chúa Trời nói với vua rằng, ngày mai, vào giờ này, tại cổng thành Samari 14 lít lúa mạch sẽ bán 11 gam bạc và 7 lít bột lọc cũng bán 11 gam bạc. Thì quan hầu cận có nói với người của Đức Chúa Trời rằng cho dù Đức giê có mở các cửa sổ trên trời thì liệu điều đó có xảy ra không? Elise nói, chính ông sẽ thấy điều ấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn. Và việc đã xảy đến cho viên quan ấy đúng như thế, dân chúng đã dẫm chết ông ta tại cổng thành. Thi Thiên 115 So sánh hình tượng với Đức Chúa Trời. Lạy Đức Giê-hô-va, vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài, nguyện vinh quang không thuộc về chúng con, không thuộc về chúng con, nhưng đáng thuộc về danh Ngài. Vì sao các nước dám nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ở đâu? đức chúa trời chúng ta ở trên các tầng trời ngài làm bất cứ điều gì vừa ý ngài còn hình tượng của chúng làm bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra hình tượng có miệng mà không nói có mắt mà chẳng thấy có tai mà không nghe có mũi mà chẳng ngửi có tay nhưng không thể sờ có chân mà không biết đi có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Hỡi Israel, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Ngài là sự cứu giúp và cái khiên của họ. Đức Giê-hô-va nhớ đến chúng con, Ngài sẽ ban phước, ban phước cho nhà Israel, cũng sẽ ban phước cho nhà Aaron. Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia tăng phước lành trên các ngươi, cả các ngươi và con cháu các ngươi nữa. Nguyện Đức Giê-hô-va là đứng dựng nên trời và đất, ban phước cho các ngươi các tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái loài người. Kẻ chết hoặc kẻ xuống có im lặng chẳng ca ngợi Đức Giê-hô-va. Nhưng chúng con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah! Châm ngôn chương 18 Kẻ lập dị tìm kiếm điều mình ưa thích bất chấp lời khôn ngoan thật kẻ ngu dại không ưa thích sự thông sáng nhưng chỉ muốn bày tỏ ý kiến mình khi kẻ gian ác đến sự khinh bỉ cũng đến và sự sỉ nhục đồng hành với điều nhuốc nhơ lời nói từ miệng loài người như nước sâu thăm thẳm nguồn khôn ngoan như suối nước tuôn tràn thiên vị kẻ ác để ức hiếp người công chính trong khi xét xử là điều không đúng môi kẻ ngu dại gây ra cuộc tranh cãi miệng nó xúi rục chuyện đánh nhau miệng kẻ ngu dại làm nó suy sụp môi nó là cạm bẫy của linh hồn mình lời kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon nó thấu xuống ruột gan kẻ thả trôi trong công việc mình cũng là anh em của kẻ phá hoại danh đức jehovah là một pháo đài kiên cố người công chính chạy đến đó tìm được nơi trú ẩn an toàn. Tài sản người giàu là thành trì kiên cố của người, là bức tường cao trong trí tưởng tượng của người ấy. Lòng tự cao đi trước sự suy bại, nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Trả lời trước khi nghe, đó là sự điên dại và hồ thẹn cho ai làm như vậy. Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được lòng người thông sáng đón nhận tri thức tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết tặng vật của một người dọn đường cho người ấy và dẫn người đến trước mặt kẻ quyền thế bên tiên cáo cứ cho mình là đúng nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai việc bắt thăm chấm dứt điều tranh tụng và phân giải giữa những kẻ có quyền thế lấy lòng một anh em đã bị làm mếch lòng khó hơn đánh chiếm một thành kiên cố sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài bụng được no nê do bông trái của miệng hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ sống chết do nơi quyền của lưỡi người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va. Người nghèo khẩn khoản này xin, còn kẻ giàu thì trả lời thô lỗ. Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.